Chào Nị, hôm qua mình đã tìm hiểu về hai loại trí nhớ là ngắn hạn và dài hạn rồi. Giờ quay trở lại với cái ngăn tủ trong bài trước nha, đó là cái ngăn dài hạn đó. Thì giờ làm sao để sắp xếp thông tin trong ngăn này đây? Thì trước đây cô cũng có giới thiệu rải rác cho Nị trong những bài trước rồi. Bài này cô sẽ tổng hợp lại tất cả cho Nị nha. Thì nhìn chung có 5 cách mà Nị có thể thử. Cách đầu tiên là kết nối với những kiến thức đã có. Giờ tưởng tượng trong cái tủ, nếu muốn kiếm đồ nhanh thì mình phải chọn những đồ có liên kết với nhau rồi gom lại một góc đúng không? Ví dụ như vớ thì mình tập trung lại một góc, áo thun thì tập trung lại một góc khác. Lúc cần sẽ dễ lấy hơn, thì ở đây cũng vậy. Với một kiến thức mới, nếu mà đọc thuộc mặt chữ không thì sẽ rất là nhanh quên. Do đó mình nên liên kết nó với một kiến thức hoặc một sự kiện gì đó quen thuộc. Cô đã từng hướng dẫn cho Nị học thuộc lòng dãy số pi theo phương pháp này rồi. Cô sẽ để link bên dưới để Nị xem lại nha. Một ví dụ khác với riêng cô nha, là hồi xưa cô học lịch sử thì cô gặp khó khăn trong cái chuyện nhớ ngày tháng, thì sau đó cô nghĩ ra một cách là liên kết những sự kiện quan trọng với ngày sinh của những người xung quanh mình. Ví dụ như cô có đứa bạn sinh ngày 7 tháng 5 thì cô sẽ kết nối ngày sinh của nó với ngày kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ. Nên là nhớ tới giờ luôn. Cách thứ hai là kết hợp với chuyển động. Có rất nhiều nghiên cứu về tác dụng của việc kết hợp chuyển động trong việc ghi nhớ kiến thức. Nhưng ở đây cô chỉ chia sẻ cho Nị trải nghiệm của riêng cô thôi. Hồi đó cô học bài rất là nhanh thuộc, nhưng mà lại mau quên. Thế là mẹ cô mới mua một cái tấm bảng to treo ở trong nhà. Thì mỗi lần trả bài, thay vì đọc cô sẽ phải chép lại toàn bộ nội dung lên bảng. Sai thì học lại rồi chép lại. Học vậy thì hơi mất thời gian, nhưng mà được cái cô để ý là nhớ rất là lâu luôn. Hoặc là hồi nhỏ, học hát trong trường mẫu giáo đó Nị. Ngồi học hát không thì lâu nhớ, nhưng mà có múa may rồi nhảy nhót rồi chơi này nọ vô là thuộc nhanh và nhớ lâu lắm. Đó là lý do vì sao tới giờ cô vẫn còn nhớ những cái bài đồng dao hay là mấy bài thơ lúc nhỏ được học mà. Thì thực tế thì Nị cũng không cần phải nhảy nhót gì phức tạp khi học bài đâu. Lúc học bài chỉ cần chịu khó mình viết ra thay vì chỉ đọc bằng miệng á. Hoặc là học trong trường xong thì về nhà tự tóm tắt lại cái nội dung học rồi viết lại. Vậy cũng là một cách kết hợp chuyển động để nhớ lâu rồi đó. Rồi, phương pháp thứ ba, phương pháp này cô đã từng chỉ Nị trong video trước rồi ha, Nị nhớ không? Nếu không nhớ thì cô sẽ để link lại ở bên dưới. Thì nói vắn tắt là mình cần dạy lại cho người khác để nắm vững kiến thức của mình. Phải dạy làm sao cho một người dù chưa từng nghe về đề tài này cũng có thể hiểu được. Thì qua quá trình dạy này mình sẽ tìm ra được những cái điểm mà mình chưa hiểu rõ. Nhờ đó mà mình ôn lại và củng cố được kiến thức đã học. Rồi, những phương pháp bên trên là chỉ đang giúp mình nắm vững lý thuyết thôi. Nhưng mà sau cùng để nhớ lâu những cái lý thuyết đó thì bắt buộc mình phải ứng dụng được nó. Ví dụ như Nị có thể học thuộc lòng lý thuyết về cách đạp xe đạp, nhưng mà Nị sẽ không bao giờ đạp xe được nếu Nị không đạp thử. Thì ở đây cũng vậy, phải thực hành. Nếu sách vở không có thì mình phải cố gắng tìm một cái ngóc ngách nào đó trong đời sống có thể sử dụng được cái kiến thức này. Ví dụ như cái quy tắc tam suất nè, nhân ngang chia chéo, nhân chéo chia ngang, cực kỳ hữu dụng trong việc tính toán hàng ngày luôn. Ví dụ như khi đi chợ nè, người ta đề cái bảng là 5kg cam 100 ngàn. Giờ mình muốn mua 2kg cam thì mất bao nhiêu tiền đây? Đó là ứng dụng của toán học đó. Và cuối cùng cũng rất quan trọng, ngăn tủ của mình nó rộng thì rộng đó, nhưng không có nghĩa là thứ gì mình cũng bỏ vô. Cũng giống như ở nhà biệt thự rộng rãi, không có nghĩa là mình có thể mang rác vào nhà và biến nhà thành bãi rác. Do đó, nên bớt xem những nội dung giật gân, vô bổ để dành chỗ trong tủ cho những kiến thức bổ ích. Ngoài ra, cũng tránh để những cái nội dung vô bổ đó nó chất đầy bên trong tủ và đè những cái nội dung bổ ích khác bên dưới. Nên khi học bài, tập trung học, đừng có vừa học vừa lướt Facebook hay là TikTok, vì những cái nội dung đó nó sẽ xen ngang và khiến mình phân tâm. Do đó, mình sẽ học lâu thuộc, và thuộc rồi cũng sẽ mau quên do não mình nó bận nghĩ đến những cái nội dung linh tinh đó nữa. Rồi, vậy là mình đã đi qua 5 phương pháp để tăng cường trí nhớ rồi. Đó là kết nối với những gì đã biết nè, kết hợp với chuyển động nè, dạy lại cho người khác để nhớ lâu hơn nè, ứng dụng kiến thức vào thực tế, và cuối cùng là hạn chế nạp những nội dung vô bổ vào đầu. Hy vọng là Nị có thể áp dụng được những cách này vào chuyện học để việc học trở nên vui và bổ ích hơn nha Nị. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.